Thưa quý vị và các bạn, do địa hình bị chia cắt, đồi dốc, có nhiều sông suối, nên huyện Bảo Lâm là một trong những địa phương có số lượng cầu treo nhiều nhất của tỉnh Lâm Đồng. Theo thời gian, hiện nay nhiều cây cầu treo đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh, mất an toàn và có khả năng xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào cho người dân mỗi khi đi lại vận chuyển nông sản, đặc biệt là trong giai đoạn mùa mưa. Chúng tôi có mặt tại cây cầu treo Ông Ca Dẻo thuộc thôn 13 xã Lục Thành, huyện Bảo Lâm. Cây cầu có chiều dài hơn 30 mét, chiều rộng chưa đầy 1 mét, bắc qua con sông Đại Bình, nối với thôn 5 xã Tân Lạc và là con đường duy nhất đi vào vùng sản xuất của hàng chục hộ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại đây. Do xuống cấp nên cây cầu treo này bị cấm lưu thông. Thế nhưng, như nhiều hộ dân khác trong thôn, anh Điểu Văn Tâm hàng ngày vẫn thường xuyên đi lại vận chuyển phân bón, nông sản trên chiếc cầu treo tạm bợ này. Dù biết trước là nguy hiểm, tai nạn luôn rình rập, nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà anh Tâm đành bất chấp tất cả. Hàng ngày thì tôi vẫn thường đi qua cái cầu này. Thật thấy cái cầu cũng rất là nguy hiểm đi, nhất là trời mưa trơn, dễ té lắm. Ước ao nhà nước làm cho cái cầu cho dân có cầu đi lại cho nó thuận tiện, chuyên chở nó cũng dễ hơn, chứ đi cái vùi qua cầu này cũng khó quá. Nói là cây cầu treo, nhưng hiện tại hầu hết các dây kép đã bị đứt một phần, toàn bộ mặt ván trên cầu đã bị hư hỏng một nát. Thành chắn bảo vệ hai bên cầu là những sợi dây kẽm nhỏ đã dì sắt bởi mưa nắng. Người dân khắc phục bằng cách tận dụng vài tấm ván, cành cây tạm bợ để đi lại được trong mùa mưa lũ. Xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm từng được ví là ốc đảo vì được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Đại Nga và Đại Bình. Toàn xã có 7 cây cầu treo lớn nhỏ được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Trong đó có 3 cây cầu treo vừa được nâng cấp nên còn lưu thông được. 4 cây cầu treo còn lại bị xuống cấp nghiêm trọng, hết sức nguy hiểm. Đã có không ít trường hợp người dân vận chuyển chè, cà phê đi qua bị té ngã xuống sông, tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng cũng trong tình trạng đáng báo động. Mà đi xe thì đi đường kia nó xa quá thì cũng cái cầu này nó hư rồi, nhưng mà cũng bất chấp mọi nguy hiểm để đi qua. Thì cũng có các em nhỏ nó đi qua rồi cũng hơi khó đi, nó té ở dưới đây nè. Thì cũng mong chính quyền các cấp quan tâm cho chúng tôi cây cầu, chúng tôi đi lại cho nó dễ. Theo phản ảnh của nhiều hộ dân thì đây là vùng sản xuất nông nghiệp. Vì không có cầu nên giao thông đi lại hết sức khó khăn. Nông sản thường xuyên bị các tư thương ép giá. Chi phí vận chuyển phân bón, hàng hóa phục vụ đời sống, sản xuất hàng ngày cũng cao hơn. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lạc cho biết, để thuận lợi cho việc lưu thông đi lại, sản xuất cũng như đảm bảo cho tính mạng của người dân, phương án tối ưu hiện tại của địa phương là gia cố, sửa chữa từng cây cầu theo mức độ cấp thiết, còn lại vẫn phải đợi nguồn kinh phí từ cấp trên. Cái kinh phí mà để mà hỗ trợ nâng cấp hay là sửa chữa cái này rất lớn, cái địa phương thì không thể ngoài cái nguồn của địa phương những hàng năm chỉ hỗ trợ được vài triệu để người ta chắc nối, như cũng như là neo cái sự cáp, như cũng là bung mũi hàng thôi, chứ còn nó quá lớn, cho nên địa phương chỉ hỗ trợ hàng năm không đáng kể, chỉ vài triệu bạc, cho nên là rất mong là nguồn kinh phí cấp trên, nhất là Bộ Giao thông, Sở Giao thông sẽ đầu tư là thay thế bằng cái cầu này bằng những cái cầu bê tông để đảm bảo cho cái cuộc sống cũng như là nâng cao cái hiệu quả sản xuất như là nông sản đi lại, như là vận chuyển người dân là, và với cái tình hình là cầu nó quá nhiều và cái nguồn kinh phí rất lớn, cho nên là rất mong là làm cái nào thì cấp trên nên làm cuốn chiếu để giải quyết dứt điểm. Nếu không thì mình kinh phí nó ít rồi làm dàn trải rồi làm xong rồi cũng như chưa làm. Cho nên là thường xuyên là cái năm này qua năm nọ, lúc năm nào cũng cái khó khăn của cái cầu treo lúc nào cũng phải báo động suốt. Toàn huyện Bảo Lâm hiện còn 15 trên tổng số 58 cây cầu treo dân sinh trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được sửa chữa thay thế bằng những cây cầu mới. Trong đó có 4 cây cầu treo bị xuống cấp, ngừng cấm lưu thông hoàn toàn. Trước yêu cầu kiến nghị của các địa phương, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng yêu cầu các địa phương sử dụng hạn chế tải trọng, bổ sung biển báo lưu thông,
tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, trực gác cầu và hướng dẫn giao thông. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp của các địa phương và nhu cầu giao thông đi lại hàng ngày của người dân rất lớn, nên xem ra khó thực hiện được. Hiện tại đang trong giai đoạn mùa mưa lũ ở Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Mực nước ở các con sông, suối chảy xiết và dâng cao. Hàng ngày, người dân luôn phải đối mặt với những hiểm họa từ những chiếc cầu treo xuống cấp tạm bợ như thế này.